Được, tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một trang admin, các cái trang về phía admin để thêm xóa sửa các cái sản phẩm, quản lý người dùng vân vân. Thì những cái trang này có chung cái giao diện, cho nên là chúng ta phải chuột này tạo một cái trang là admin master page, một cái master page thì các em phải chuột chọn add, chọn new item ở phần web form. Thì chúng ta chọn web form master page và đổi tên cái này. Giả sử thầy đặt tên là admin master page. Thì đây là cái giao diện của cái phần admin master page. Thì chúng ta có thể sử dụng giao diện của trang sign ha. Sign thì các em sợ mình copy các cái đường link của phần sign đưa vào đây ha. Mình cái phần content holder của trang admin thì mình có thể bỏ qua luôn ha. Đấy. Đây là admin page ha. Admin e-shopping. Ở trong cái phần này là cái content placeholder, thì ở đây là nơi chứa các cái thành thành phần sẽ thay đổi dữ liệu, thay đổi ở phía bên này. Thì như vậy cái trang này của chúng ta thì chúng ta có thể đặt vào ở đây cái navigation bar là cái menu ha. Mình copy ở phía trang sign. Trang sign thì chúng ta copy cái top menu ha. Đấy, top menu đây. Control C. Top menu. Đấy. Control C. Đấy. Đặt vào ở trên phần admin master page của chúng ta. Đấy. Đặt vào đây ha. Về. Chọn on. Rồi phải chuột. Format selection. Đấy. Thì các em xem ở phần design. Đấy. Thì mình có cái menu mà. Rồi ở phía dưới mình sẽ copy cái phần copy phần footer ha. Copy phần footer đây. Đây, phần footer đây, chọn sẽ footer thì chúng ta sẽ đặt ở phía dưới cái thẻ form này. Form đây, footer ha. Đây là phần footer. Phần footer đặt ở dưới cái thẻ form. Thì bây giờ chúng ta tạo một cái trang ví dụ là admin home. Đấy, thì phải chuột nha. Phải chuột add new. Add new item. Đây là một cái web form with master page, là đặt tên là để thử nghiệm cái web form của chúng ta là admin home ha. Admin home đấy, chẳng hạn thì thầy lựa chọn là admin master page. Ok, thì cái phần này phần ở đây thầy xây phần nội dung ở đây thì thầy giả sử là một tại H2 ha. Xin chào, đây là trang admin home. Đấy, save. Thì thầy view in browser, phải chuột view in browser. Đây, như vậy là cái trang của thầy. Đây, Lazada Shopping. Đây, xin chào. Bây giờ cho
cái trang này nó cắm lề ở giữa như những cái trang khác này, thì mình tính chỉnh lại ở đây thêm một tí vào admin database, thì chúng ta cho nó nằm ở trong một cái thẻ div, cái phần placeholder này đấy, list về class bằng container này, save này, xem lại ở trên browser. Đấy, xin chào admin home đúng không? Tiếp theo thì mình tin chỉnh ở đây thì có sign in, sign home, mình sẽ xóa bỏ cái hai cái nút này đi ha. Mình sẽ cho nó qua cái phần là manage ha. Gồm có cả cái menu như sau. Mình đây là menu của phần admin. Menu của phần admin thì chúng ta có thể loại bỏ đi cái phần này chẳng hạn, này, loại bỏ đi cái này. Đương nhiên là sắp tới thì chúng ta sẽ loại bỏ đi gần hết những cái phần ở menu ở đây. Ví dụ như đổi đổi tên là phần là manage chẳng hạn. Này. Manage. Này. Ok. Chạy thử ha. Phải chuột view in Google Chrome. Ok. Manage này. Sau này thì chúng ta sẽ xóa cái phần này đi, là add thì mình thêm cả cái product này, edit cái trang about rồi user này, vân vân này, thì là đến cái phần này. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái tạo một cái trang masterpage ha. Rồi bước tiếp theo, phần tiếp theo của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo, vừa tạo xong cái master page rồi thì phần tiếp theo là chúng ta tạo một cái trang web mà có thể login vào, có hai loại người dùng, có mình có hai loại người dùng là admin và user, thì có hai loại người dùng như vậy. Thì chúng ta sẽ bố trí lại cái bảng user của chúng ta bằng cách là chúng ta vào SQL Management Studio ha. Và ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ thiết kế lại thêm một cái trường là trường user type vào trong cái bảng dữ liệu của chúng ta nha. Thì em connect vào cái dữ liệu, cái bảng cái dữ liệu của chúng ta là My e-shopping DB ha. Thì em vào table, phải chuột vào TPL user ha. Chọn design, thì em thêm một cái trường nữa, giả sử như đây là user type Navajo này. Save. Và sau đó thì các em phải chuột chọn edit ha, edit nội dung. Thì ở đây có rất là nhiều người dùng đây rồi, thầy xóa bớt ha, delete. Username là đây là admin, đây là admin, đây là user, user em password là 123 123 type là thầy cũng đặt là admin. Đây là user. Đấy. Có hai loại người dùng. Như vậy là chúng ta có cái bảng user có user type ở đây. Sau khi chúng ta đã thay đổi ở trong bảng cơ dữ liệu rồi thì chúng ta vào cái phần view code của
sign up. Thì ở sign up khi mà chúng ta đăng ký một người dùng mới thì chúng ta sẽ điền vào đây là thêm cái user type, user type và value. Thì ở đây cả mà vào ở đây em cộng vào ở đây cho thầy cái thêm cái phẩy là mặc định là nó là user user này save và chúng ta chạy lại cái trang sign up chạy lại trang sign up. Thì trang sign up của chúng ta bây giờ phải đặt tên là user là hello password 123 tab 123 full name hello world và email hello còn hello com ha. Ok, sign up object will here click. Và chúng ta kiểm tra ở trong cái SQL database. Khi chúng ta kiểm tra trong database thì mặc định này là một cái tài khoản user hello password 123 username là hello world và cái user type mặc thì mặc định của chúng ta là ở đây là user user. Đấy. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái trang sign in. Sign in. Đây là trang sign in của chúng ta. Vào phần code của nó. Thì hôm trước thì chúng ta đã có cái phần section này. Đây, section. Đây. Thì mình sẽ cut cái phần section ở đây. Đấy, cut ha. Và mình sẽ nghĩa nếu mà nó login đến user type là user thì chúng ta sẽ redirect đến trang user homepage và ta có mình định nghĩa một cái string là user type kiểu user type và user type này thì sẽ bằng là DT là cái data table của chúng ta tại hàng rows tại row đầu tiên row không á và ở cột thứ năm thì nguyên nhân tại sao lại cột thứ năm thì sau khi kết quả truy vấn của chúng ta đây thì 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 5 đấy 5 thì useState đã nằm ở cột ở vị trí số 5. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt useState row 5 chấm toString ha. toString là chuyển qua cái kiểu dạng chuỗi và trim là mình loại bỏ cái các cái dấu get space trong cái chuỗi đó và mình sẽ kiểm tra nếu cái useState mình mà bằng với chuỗi user thì chúng ta sẽ paste vào cái section user thì bằng test username test và redirect đến trang user home .asp save và chúng ta vào lại cái trang sign in sẽ như nào. Như vậy thì khi mà trang sign in thì lúc nãy chúng ta tạo cái tài khoản hello và password là 123 123 thì thầy login vào login thì nó sẽ redirect đến cái trang user home đấy, đây xin chào cả nhà đây login success welcome hello đấy, hello đây và tương tự thì chúng ta làm cho trường hợp nếu mà useState là admin này thì chúng ta sẽ redirect admin
chúng ta sẽ redirect đến trang admin home, đến trang user home, rồi thì giờ chúng ta sẽ redirect đến trang admin home. Đây. Đây. Trong trường hợp này thì chúng ta redirect đến trang admin home. Đây. Save. Và chúng ta sẽ chạy thử lại ha, chạy lại một lần nữa. Và chúng ta thử nghiệm cho trường hợp là admin. Admin password là 123. Đấy. Thì nó sẽ redirect đến trang admin home. Đấy. Đây là trang admin home. Đấy. Thì cảm tương tự lại. Ở trong phần user log user home thì chúng ta tạo hai cái thẻ là size in và size out, log out ha. Thì ở đây chúng ta sẽ kéo vào hai cái thẻ, thẻ thứ nhất là thẻ log in, mình lựa chọn một cái button ha. Thì cam kéo vào đây. Đấy. Mình có hai cái nút. Nút đầu tiên của chúng ta sẽ cho phép là login, vì ID, có ID là VPN login ha. Thứ hai là VPN logout ha, log out. Đấy. Kiểu class thì cũng hiểu nào, sẽ là class thì bằng là đây là một cái btn là button, là btn default mặc định ha. Cái nav nav bar là kiểu btn. Đấy. Thì chúng ta hai cái bên này để giống nhau nha. Run nav bằng server test type là đây là sign in, đây là sign out, sign out, đấy, sign out, ok, sign in, login, sign in, đấy. Và chúng ta chuyển qua phần design ở đây, đấy. Thì phần menu kiểu nhỏ ha. Rồi phần design thì là small icon. Chúng ta cho cái phần này cam có thể gõ on click, on click bạn create new event. Đấy. Đấy. Và bên phía bên này thì on click bạn create new event. Đấy. Ok, thì ở trên phần mã nguồn của chúng ta. Đấy. Phần mã nguồn của chúng ta thì trong trường hợp mà login, trong trường hợp nếu mà click vào nút login thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ redirect, tức là chuyển tiếp đến cái trang sign in. Thì cái response tab chậm redirect rõ đến trang sign ha. Sign chấm ASPX. Trong trường hợp mà logout thì chúng ta sẽ xóa cái section đi, xóa section, tức là mình cho section phần username là bằng
luôn. Đấy. Và cái respond chấm redirect thì chúng ta cho đưa về trang mặc định ha, trang default chấm speed save. Tương tự như vậy thì chúng ta chuyển qua trang admin page. Trang admin page ở đây chúng ta thì chúng ta có cái drop down các cái product, cả shopping cart, phần manage, để mình xóa đi ha. Thì ở đây chúng ta có thêm các cái phần ví dụ như là giờ thêm mới một cái sản phẩm mới, mình khởi tạo add new product thì như thế nào. Thì tương tự thì quay trở lại để một cái class drop down thẻ A ở đây thì mình có product rồi ha. Đây là on product. Như vậy ở đây là chúng ta có thể thêm một cái thả là hard drift bằng thẳng. Ở đây thì là add product ha, add product. Đấy. Và ngoài ra thì cái drop down này thì chúng ta có thể có các cái thể loại như là mình add brand, add category. Và thầy đã chuẩn bị sẵn một số cái đường link như là add brand này, add category này, add subcategory, add gender, add size, edit brand, edit category, edit subcategory, edit size, các cái report. Này chỉnh sửa lại ở cái trang admin master page chấm master và đồng thời thì chúng ta ở phần tiếp theo là mình tạo một cái thả ở đây thì thay vì là manage thì chúng ta kéo một cái thả ASP button vào đây. Đây. Đây nhiệm vụ là chúng ta đặt cho nó là cái nút logout ha. ID là btn admin logout out trên NAT bằng server task button thì chúng ta sign out. Đây. Set at class thì chúng ta copy lại cái định dạng của bên phần copy lại định dạng của bên phần nút ở trang size up và có cái on click thì cam create new event này rồi save và trong cái admin master page này thì chúng ta có cái hành động ở đây thì chúng ta sẽ redirect respond chấm redirect đến trang sign in.asp.it và đồng thời thiết lập cái section phần username thì cảm giác là bằng nút rộng ha. Ok, chức năng tiếp theo mà chúng ta sẽ triển khai đó là chức năng forgot password. Trong trường hợp mà người dùng mà quên mật khẩu thì chúng ta có thêm cái nút là quên mật khẩu ở đây
thì sẽ làm như thế nào? Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái trang forgot password, add new, phải chuột add new item, là một cái web form, là forgot password là quên mật khẩu nhé. Cái trang này như này hiện ra ha. Thì cũng tương tự như các trang khác thì chúng ta vào trang sign ha. Trang sign phần source chúng ta copy cái phần header. Đấy, header. Tiêu đề là forgot password ha. Forgot password. Đấy. Thì copy cái footer ha. Cái footer. Vì footer rồi chúng ta đặt cho đặt form đi và copy cái phần giao diện à phần menu ha. Phần menu top menu phần menu thì chúng ta đặt vào đây cái chọn on cái phải chuột chọn format selection này. Ok. Phải chuột view in browser đây thì mình có cái trang forgot password đây như 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 đây và tiếp theo thì chúng ta vào trang sign in ha để phần forgot password thì cảm chọn cái property của trang forgot password đây property thì ở phần post back forgot password thì ở phần forgot password này thì cảm ở phần navigate URL thì các em lựa chọn là forgot password ha. Forgot password.asp. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta thiết kế giao diện cho cái form forgot password. Trong form forgot password này thì chúng ta đặt trong thẻ div ha. Thẻ div này thì có class bằng container và ở trong này thì chúng ta làm một cái form div class bằng form horizon horizon horizontal thì ở trong cái phần này thì chúng ta thiết lập cái tiêu đề H2 ví dụ như là recover password này. Và một cái thả ngăn kết này và một cái thẻ H3 là thông báo là please enter nhập vào cái enter your email address that we will send you the recovery link for your password đấy, chẳng hạn như vậy. Thì ở phần này thì chúng ta có một cái form để điền vào cái email một cái form để điền vào email thì cam định nghĩa cái lớp div class bằng form group ha form group này. Thì ở trong này là mình có một cái, đầu tiên là một cái nhãn ha nhãn cái label thì mình điền vào một cái nhãn nhãn này thì có tên là LBL email này và mình thiết lập test là
Your email address là địa chỉ mail của bạn đó, email address. Đấy. À, mình có thể thiết lập cho nó cái set add class để bằng có mình có hai cột cho column middle kiếm hai cột control label ha. Rồi, ok. Tiếp theo là ba cái cột còn lại trong mình có hai cột cho cái nhãn này rồi, nên mình cho tiếp ba cột cho cái nhãn cho nhãn test test bot ha. Thì class bằng column md3 ha. Thì ở trong cái thẻ này thì mình có một cái là test bot, một cái test bot được chuẩn, và điền thêm một cái là require field ha, require field validator. Require field validator. Rồi. Test spot require field validator. Thì cái này thì mình đặt tên cho nó là test email ID đi. Rồi. Class CSS class. CSS class thì bằng là form control nha. Form control. Và cái này thì valid ID là validator email ha. Email đấy. Class thì bằng test danger nha. Test danger cái cảnh báo đó. thì chúng ta chuyển qua phần design. Thì cái require field này, cái mà nhận property F4 property. Thì cái này cái thuộc tính là control to validate, thuộc tính control to validate thì các em chọn là test email ID như vậy được. Ok, phần sources đấy thì control to validate như vậy. Thì chúng ta xem cái giao diện view in browsers. Enter your email email address. Đấy, thì cần phải có bây giờ mình thêm một cái nút nữa ha, nút button ở đây, nút button ở đây. Đấy, thì chúng ta thiết lập cho nó một cái button ở phía dưới. Chúng ta cho vào đây ha. Thì thầy có viết sẵn là một cái button này, đây một cái button control on này, cam phải chuột format selection. Ok, thì cái button này là thiết lập mà có hai cái, một cái là cái button và một cái nhãn ha. Và on click là sẽ vào cái reset pass click ha. Đấy, thì sẽ bật click này, ok này. Đấy, thì qua phần design này, thì em thấy đây giao diện ha, và phần giao diện ở đây password lỗi ha. btn reset bật click. Chuột view in browser đấy, sạc ha. Đấy, chúng ta sạc require field validator thì chúng ta có thể thay đổi cái test ở đây một tí. Error message thì chúng ta có thể điền vào là enter your email chẳng hạn. Your email này sẽ ok. Như vậy là chúng ta đã làm được cái phần giao diện của Forgot Password. Sau khi thiết kế xong giao diện thì chúng ta đi qua phần
phải chuột cái view code ha, chúng ta sẽ viết mã nguồn cho cái phần này. Thì cái phần này thì các em sẽ sử dụng một số cái using một số class là data SQL client configuration data .NET mail để các em mình gửi mail và .NET ha. Thì ở cái nút reset password click thì chúng ta tương tự là câu lệnh đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái connection using SQL connection này, bằng là ở trong cái file web config đây, web config là my db shop ping db đây, cái connection string này của chúng ta đã làm ở phần trước. Thì trong cái phần này thì đầu tiên là chúng ta connection.open đấy, và connection.open và thực hiện tiếp các cái câu lệnh. Thì mình có SQL command, mình định nghĩa một bằng new, bằng new SQL command, và câu lệnh ở đây chúng ta là câu lệnh select, sound from table user ha, qua email bằng a cộng email ha, vậy cái connection string này. Tiếp đến thì cmd chúng ta thêm cả cái parameter chấm add with value nha. Thì ở đây là cho cái biến là a cộng email là sẽ là test email id chấm task này. Và chúng ta tạo một cái SQL adapter, data adapter là đặt tên là FDA nha, bằng new SQL adapter và cái tham số là cái biến CMD của chúng ta. Và tiếp theo thì chúng ta tạo một cái data table, đặt tên là DT bằng new của data table. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ từ cái data adapter DA chúng ta sẽ fill vào trong cái bảng DT, bảng data table của chúng ta để chúng ta xử lý ha. Và tương tự thì chúng ta sẽ nếu kiểm tra xem thử cái data table chúng ta tại cái hàng mà sau khi truy vấn này, mà nó khác bằng không thì chúng ta sẽ làm một số cái công việc này. Còn trong trường hợp mà nó không có, trong trường hợp else thì chúng ta sẽ hiện thị ra các cái thông báo lỗi. Thông báo lỗi thì ở đây chúng ta có ví dụ như là bl reset chấm test, tức là cái reset password là bằng thì cái reset link mình thông báo lỗi đúng không, off sorry là this email not exist exist please try another ha. Đấy, chẳng hạn. Và cái LBL reset là false color là mình cho bằng màu đỏ đi ha, system chấm drawing chấm color bằng red. Đấy, thông báo một lỗi ha. Và cái test test email id của chúng ta chấm test thì mình cho nó một cái string cái empty ha, empty ha. Và test email chấm focus là
của chúng ta là focus vào cái string này. Được, tiếp theo thì chúng ta vào SQL Server để tạo thêm một cái bảng mới, bảng gọi là bảng forgot password. Bảng này là mục đích là để cho chúng ta lưu trữ lại những cái lệnh mà người dùng reset password thì có cái trường ID, có trường user ID, và cái ngày người ta yêu cầu reset password, request date time, kiểu dữ liệu là date time. User ID là kiểu integer, cái này là integer, cái này là set primary key, và cho nó tự động tăng nha. Rồi, thì cần vào phần data diagram, new data diagram, yes, add cái bảng table của chúng ta lưu lại thành là bảng forgot password, forgot pass. Diagram thì mình add table forgot. Thì ở đây là mỗi người dùng thì có thể có nhiều lần để người ta reset cái password này, thì chúng ta kéo cái khóa khóa ở đây là đóng vai trò là primary key ở trên bảng table user user ID, và foreign key là ở cái bảng forgot password. Ok, đấy, save đấy. Diagram mà đây là bảng e-shopping nha. Yes. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái một mối quan hệ giữa table user và forgot password. Cái bảng forgot password này thì chúng ta cần lưu một cái string, cái ID này là một cái string, thì thầy bỏ đi cái phần get này, mình đổi qua này là cái ID của chúng ta, một cái chuỗi ID unique cho mỗi lượt forgot password, thì cảm chọn kiểu dữ liệu là n và cha 500 nha, n và cha 500. Và đây là yes, và set primary key, yes, sorry, chúng ta set cái n và cha này khoảng một cái string khoảng 100 ha. Set nó là primary key nha. Set primary key này. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm thực hiện các cái dòng lệnh. Mục đích của chúng ta ở đây là tạo ra một cái global unique identification, một cái chuỗi unique để điền vào trong cái phần ID của chúng ta. Một chuỗi là unique, chuỗi là unique nhé, mà điền vào cái giá trị ID của chúng ta ở trong bảng password, forgot password. Thì cam khởi tạo một cái string my global unique ID bằng unique ID ha, chấm new unique ID này, chấm toString nha. Đấy. Và cái biến tạo một cái biến kiểu integer user ID của chúng ta, sẽ mình sẽ convert cái chuyện chuyển cái chuỗi to integer 32 bit đấy, thì ở cái hàng data table data rows ở vị trí hàng đầu tiên, cột đầu tiên đấy. Thì chúng ta có cái SQL comment, SQL comment CMD 1 đây, bằng new SQL comment. Đấy. Thì mình sẽ insert vào trong cái bảng này, insert vào trong bảng forgot password into forgot password
và các cái trường. Thứ nhất là ID, trường ID, trường user ID, trường request date time, request date time. Đấy. Thì giá trị của nó value là gì? Value thì sorry. Value. Đấy. Value thì chúng ta đặt trong cái chuỗi những cái gap ha. Đấy. Những gap đầu tiên là cái cộng với cái graphic my graphic user interface, đấy, my global user ID ha. Rồi cộng với min cái dấu dấu nháy ha, phẩy ha, vậy một cái dấu nháy và dấu nháy cáp. Đấy, thì dấu nháy cáp này sẽ cộng với cái user ID, UID cộng với phẩy lấy ngày giờ hiện tại ha, sử dụng hàm get date nha. Đấy. Đóng ngoặc lại ha. Đóng ngoặc lại. Ok. Phải cái connection string này. Chậm. Đấy. Và chúng ta thực hiện cmd1.sql non query. Đấy. Okay. Rồi. Chúng ta sẽ thử cái chương trình này nhé. Ở đây thì thầy đổi thêm một số cái thông tin ở trên cái bảng edit. Bạn thầy có hạt ví dụ hdoc.edu.vn. Đây là hạt ví dụ công hca.edu.vn chẳng hạn. Thầy đổi một số cái giá trị để cho nó duy nhất ha. Rồi đi qua phần phần này này, này sàn sàn để sàn ạ, xem trong cơ sở dữ liệu forward password select. Rồi sau khi mà nhập xong thì chúng ta kiểm tra lại ở trong này cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái ID vào đây ha, và đi ở đây thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm một số thứ để mình reset lại cái phần mã nguồn ha. Thầy reset cái phần mã nguồn nhé. Thì trong cái phần này thì chúng ta là cho cái nhãn reset password message, rồi false color, và cho đây thầy có viết sẵn này, reset password message là mình set lại là đã check your email, check your email address, và mình cho false color này và cho test string này. Bây giờ thầy thử nghiệm lại nhé. Sang không thể truy cập, thầy chạy lại nha. Forgot password. View in browser. Ví dụ sàn. Rồi the link sàn là đã check your email address, và thầy kiểm tra trong cái dataset. Refresh skip. Đấy, như vậy là
có một cái ID mới và cái thời điểm này là 17:05. À, tiếp đến là chúng ta sẽ code cái phần gửi email, gửi email đến cho cái từng người dùng cụ thể. Thì ở đây là chúng ta sẽ thiết lập các cái tham số, tham số để mà mình có thể gửi email hay cái sàn email. Thì ở đây chúng ta khai báo các cái biến string để thu email address. Address là cái địa chỉ như nào. Thì mình sẽ chọn đến cái hàng row hàng đầu tiên, đúng không? Hàng đầu tiên và cái cột dữ liệu ở đây của chúng ta là ở cái bảng user. Bảng user thì bảng user của chúng ta là email nó nằm ở 0123, nằm ở cột số 3 nhé. Nằm ở cột số 3. 3 ha. Và cái chấm toString. Và tiếp đến là mình có string username. Username thì bằng dt.row không tại vị trí số 1 ha, 01 giảm to string. Rồi đến cái email body string. Email body là cái gì? Thì cảm giả sự định nghĩa cái email body là thì ở đây thầy có cái địa chỉ sẵn forgot password, thì thầy sẽ làm sẵn cái email body của thầy. Thì cái đường link là localhost 2.44338 forgot password này, thì thầy sẽ trỏ đến 4438, một cái đường link là recover password. Đấy, một, tạo thêm một cái trang là recover password với cái use ID là bằng my graphic user ID. Đấy. Và đồng thời thì trong trường hợp mà chúng ta cái phần tiếp theo thì chúng ta khởi tạo một cái biến mail message. Message thì mail message này thì mình thấy đặt tên là pass record email ha. Mail thì bằng new mail message thì các em có thể điền cái địa chỉ email của các em, ví dụ như đây của thầy là ví dụ cộng huyunai.edu.vn nhá. Và tiếp đến là to email address đây. Bước tiếp theo thì chúng ta thiết lập các cái nội dung cho cái pass email này. Thì có cái body thì bằng email body của chúng ta đây. Có nội dung ở bên trong là HTML là true, và tiêu đề cái subject, cái tiêu đề của email là reset password from website gì đó ha, from website ok của chúng ta. Đấy. Website ví dụ như là duy tân này chấm edu chấm vn. Và cái công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập một cái giao thức, thiết lập một cái giao thức để truyền tải mail. Thì thầy đã có viết sẵn cái giao thức này, giao thức viết một cái giao thức để truyền tải mail. Thì ở đây là chúng ta có cái tạo một cái simple mail transfer protocol client, là một cái giao thức truyền tải file đơn giản, truyền tải mail đơn giản. Thì thiết lập các cái chế độ là enable SL và có sử dụng cái default grid identical hay không là false, và mình tạo cái new network là hạt quy dụng này. Đến giả sử thầy chọn đến địa chỉ email, thì ở đây là cái password của các em nhé, password của các em điền vào đây cho đúng. Thì thầy không chia sẻ cái phần password này, password
Đó. Và host là Gmail, thầy sử dụng cái tài khoản Gmail ở đây. Port là 587 ha. Và cái deliver method đây, và chúng ta sang. Bước tiếp theo thì các em để mà muốn chuyển tiếp được cái email này thì các em vào phần cài đặt nhé. Cài đặt thì vào phần chuyển tiếp thì các em bật cái in-app lên. Và ngoài ra thì các em còn tham khảo thêm cái đường link này là ghost.vn, ghsntp -gmail -port ha. Thì cất cái cấu hình để nhận được email đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ đã hoàn thành cái việc gửi mail. Bước tiếp theo thì thầy sẽ viết cái trang recover password